tao ra con số nào. Ha ha trong tiếng Pháp. Ha ha trong tiếng Pháp. Ha 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 ha. Hai đứa y chang. Thôi y chang, thôi y chang. Một đứa tụt một cái đuôi, nhưng còn con kia thì đâu, cái đuôi này là cái đuôi, cái đôi này là tâm hài hòa. Còn con là tâm mũi liên nè. Cái đôi này là tâm hài hòa. Còn con là tâm mũi liên nè. Anh Hưng bữa nay cho mẹ gặp anh Hưng. Bên Hưng, bên Hưng. Sáng vô làm ăn bài ăn được cái là được lòng người lớn lắm. Giờ chơi khuya cái kiểu anh vô Sài Gòn lâu chưa bé? Em ở đâu anh? Dạ em vô được em học ở trong Sài Gòn. Mình nói Nha Trang hay ở chỗ luôn? Ở Cam Ranh. Cam Ranh nè. Ủa đứa bắt cóc theo hả? Dạ. Cấp riêng chứ. Hai đứa thì đó cấp riêng chứ. Bốn đứa thôi. Một cái này ao 12 đứa y chang. Một cái này ao 12 đứa y chang. Thôi y chang, thôi y chang. Một đứa tụt một cái đuôi, nhưng còn con kia thì đâu, cái đuôi này là cái đuôi, cái đôi này là tâm hài hòa. Còn con là tâm mũi liên nè. Cái đôi này là tâm hài hòa. Còn con là tâm mũi liên nè. Khác mà khá lắm. Đấm mà thọt mà không được. Anh là gần sân bay hả? Dạ. Ở đây dạ. Dạ. Nhiều cam lắm. Ở đây nhiều cam lắm. Dạ. Cô này là cam lập. Cam gì cũng là cam. Cam ăn đi hát lô to không? Số gì đây con số gì đây? Số gì đây con số gì đây? Ra con mấy con mấy gì đây? Cháo lên ba tì mô dao. Cô thường cháo giống con khóc nhẹ. Hồi em khói khóc nhẹ. Cháu mấy cái cây. Cháu nhà mày hồi vui cái cây. La 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 la. Giống hai mươi ba. Chị giống như tình trạng dây thun của quân chạy trốn là con số ổn là con số ổn. Giờ tới Hoàng Phương nhé, số 5 được không? Số 5 hả? Ừ. Năm nay siêu chiếc xe tăng. Ừ, hát thử đi. 2, 3, giờ. Số gì ra được rồi ra con mấy con mấy gì đây? Con mấy gì đây? Đồ, năm anh em đi một chiếc xe tăng. Em bông hoa nở cùng tay trên một bàn tay đã lên chụp nhỏ mùi liên bọc. À ha à. À. Rồi sao ra con số nào? Ha ha trong tiếng Pháp. Ha ha trong tiếng Pháp. Ha ha trong tiếng Pháp. Ha ha là ra số 5 của Thái. Đây đây chung vui, còn bên kia giọng nói tiếng cười. Cùng nắm tay tất cả thân ai, ta cho nhau những lời thiết tha. Không, ta cho nhau những lời thiết tha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 5, 6, 5. Con số 5, con số 5. Cái gì vậy bà nội? Con số 5 nha. Số gì ra được ra con mấy con mấy gì đây? Con mấy gì đây trèo lên cây mít nhúc nhúc thì gai đâm. Con số 5. Trời nó gọn nhẹ được cái đó. Nhanh nhẩu luôn vậy đó. Bây giờ thử giờ số 10 đi. Ba thương con nha. Rồi. Ba thương con thì con giống mẹ. Mẹ thương con con giống ba, cả nhà ta cùng yêu thương nhau, ta là nhớ được nhau là cười. Con số 10.
Phương là Phương mời Ân với lại Phương qua hát với cô chơi. Đi chị ơi. Đúng rồi, là những người trong cộng đồng Phương mà. Không từ chối. Tất cả đều là boss. Chỉ có ở đây tôi là sự tốt thôi. Tôi là sự tốt thôi. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Tôi hát bài số 79 đi chị. Số 79. Rồi. Số lớn gì vậy? Vô. Trong căn nhà quan dường như có ma nó lúi rụt ra làm em cây hết hồn. Con ma đậu đinh hàm răng nó trắng tinh nó lúi rụt ra làm em cái giật mình. 79 mình cũng đang nhờ nhiều cái sự giúp đỡ để mà mình liên hệ, mình nhờ sự hỗ trợ đến từ hai hoa hậu Miss Ren chính hãng, còn Hương Nam tổ chức là Miss Ren RN Ren hàng parody. Hương Nam International 2023. Úp Bạch Khải, Miss Grand Australia. Australia. Ấn tượng chất lượng. Và hứa hẹn sẽ mang để tạo ra những hoa hậu mà mùa tiếp theo không dám tổ chức nữa. Tại vì tiêu chí của cuộc thi là vui thôi. Còn cái mặt nó éo le lắm. Mọi người coi mùa 1, mọi người biết rồi đó. Còn đây nè, chính hãng ta kìa đó. Đoàn Thiên Ân, Miss Grand Việt Nam. Miss Grand Anh Hoa. Còn của tôi thì sao? Tôi chỉ dám nói tới được sao? Sao chị nói gì vậy ơi, mình tự tin. Mặt tôi nói chuyện tình tin được. Ông lão đánh cá và con cá vàng. Nguyễn Thị Mượt, Sĩ Thanh, quá là dịu he. Mặt tôi nói cỡ nào tình tin cũng được hết em ơi. Không, chị biết chị buồn quá, chị em chị về quê đó, là đoàn chuyển qua hát á. Chị kiếm đứa khác chứ đừng kia, có sợ. Kệ đi, nha.